11 năm 1973, hậu cứ Phước Hà, Vũ Trọng Tân, trinh sát D-74, tặng các chiến sĩ làm ruộng cấy lúa ở hậu cứ Phước Hà, tiểu đoàn 74, Quảng Nam, Đà Nẵng, bài thơ Vào Vụ Chiêm. Đánh trận về anh lau cây súng, nhưng không quên chiêm quốc sửa liềm, và mài cho thật bén lưỡi dao, vui chiến đấu lại vui sản xuất. Đã đến rồi vụ chiêm lúa xuân, tiếng chiêm đồng gọi lòng náo nức, như năm xưa trên đồng hợp tác, lúa xanh dờn in bóng hình anh. Gió lạnh về bay bay tóc em, màu cỏ xanh tô thêm màu áo, em ra ruộng cùng anh sớm tối, cho cánh đồng xanh lại màu xanh. Ruộng ta đó mấy mùa bỏ hoang, nên cỏ mọc tầng tầng lớp lớp, nào kể quốc ruộng trên ruộng dưới, câu chuyện vui rộn rã tiếng cười. Cắt cho sạch cỏ hoang hỡi em, để nhát quốc thêm sâu thêm chắc, nhịp quốc đều xuân sao mặt đất, nghe rì rào nước chảy hân hoan. Làm ruộng nước mật mày lấm lem, miệng em cười hàm răng trắng muốt, chẳng ngại gì bùn đen nước bẩn, vì em là cô gái vùng ven. Vào vụ chiêm với những niềm tin của năm tháng gian lao cộng lại, nên ta quý từng viên đất nhỏ, thấm mồ hôi và cả máu xương. Vào vụ chiêm ta vào vụ chiêm, lòng lưng lưng như vào trận đánh. Vào vụ chiêm vui như ngày hội, mà mỗi người là một xã viên.